Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay bên cơ sở điện tử Hải Tâm xin giới thiệu đến các bạn hai dòng camera ngụy trang bóng đèn bang đang bán chạy nhất hiện tại tại cửa hàng điện tử Hải Tâm. Đó chính là dòng bóng LED tròn siêu sáng và bóng bóng tiếp LED dạng đông. Thì đây chính là hai cái dòng mẫu sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn kín nhất hiện nay và cũng là hai dòng sản phẩm bán chạy nhất hiện nay trên thị trường. Với cái số lượng hàng bán ra thì cực kỳ là nhiều. Từ lúc mình cho ra đời dòng sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn tròn lặng siêu sáng với bóng tiếp LED dạng đông này thì cái nhu cầu khách hàng sử dụng tức là đã mua rồi nhá, thì giới thiệu cái lượng khách hàng ấy, giới thiệu cho khách hàng mới và quay lại mua rất là nhiều. Bởi vì cái dòng camera ngụy trang bóng đèn này khi mình sản xuất ra thì nó lại được cái tính năng là siêu kín đáo, và đặc biệt là bóng đèn vẫn sử dụng như bình thường. Ở cái những năm trước thì chưa có camera ngụy trang bóng đèn dạng LED như này các bạn nhá. Thì mình bán cái dòng ngụy trang bóng đèn nhập sẵn đấy, tức là cái mắt cam nó tròn tròn ở giữa này, người ta nhìn vào phát người ta biết luôn là camera đấy, thì nó không gọi gì là camera ngụy trang cả, đấy là chỉ là một chiếc camera giám sát hình bóng đèn thôi đấy. Còn người khác nhìn vào phát là biết luôn là camera, và rất là nhiều người hỏi là bóng đèn đấy không có loại khác à. Bóng đèn đấy mặc dù là vẫn sáng được nhưng mà cái ánh sáng nó rất là yếu và nó thiết kế như một chiếc camera ấy, sáng rất là yếu, thì người ta nhìn vào phát là biết camera luôn. Thì do rất là nhiều khách hàng đặt đặt hàng ấy nhưng mà lại phải là theo yêu cầu của khách, tức là bóng vẫn sáng như bình thường và bóng hình như bình thường, thì mình có lên một ý tưởng đó là làm vào những cái bóng LED như này. Thì mới đầu thì thử nghiệm thì bóc ra thì nó vỡ hết cái nhựa này, thứ nhất là vỡ hết cái nhựa, thứ hai là không biết chế làm sao mà để cho nó vừa có thể camera hoạt động vừa có thể cho là đèn nó sáng. Thì sau rất là nhiều lần thử nghiệm thì bên mình đã hoàn thiện được dòng sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn LED dạng trụ hình tròn này, và bên mình có đầy đủ các kích cỡ nhá, từ 20, 30, 40 hay là 65W hay 100W bên mình cũng có. Thì đã biết được nguyên lý hoạt động của nó rồi thì làm thì nó rất là dễ thôi, thì tất cả các loại bóng bên bên mình đều có thể làm được hết nhá. Đã biết được nguyên lý hoạt động của nó rồi thì tất cả các loại bóng bên mình đều có thể làm được hết. Đây LED thì vẫn có thể chạy như bình thường đấy, các bạn chỉ sử dụng, các bạn chỉ cần cậy này ra, bật công tắc lên là camera hoạt động thôi. Thì với cái dạng bóng LED này thì bên mình có rất là nhiều cỡ nhá, 20, 30, 40, 65 hay là 100W bên mình đều có thể làm được hết. Thì đây chính là cái khởi đầu cho cái một series sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn bên mình ra đời. Đấy thì đầu tiên là những cái dạng này các bạn có thể theo dõi những cái kênh YouTube của mình nhá. Thì tất cả những cái video mà cuối năm trước ấy mình đều quay cái bóng này hết và chưa có cái bóng dạng tuýp LED đâu. Thì bắt đầu khi số lượng cái dạng camera bóng đèn tròn này bán ra rất là nhiều rồi thì bắt đầu nhu cầu của khách hàng bắt đầu biến chuyển, biến thiên. Khách hàng bắt đầu đặt những cái dạng bóng tuýp, khách hàng bảo là ở những phòng khách thì bây giờ để sang để nhà nhìn nó sáng sủa hay là nó sang trọng thì mình hay lắp bóng đèn tuýp. Thực ra là bóng đèn tròn này vẫn lắp rất là nhiều nhá, nhưng mà nhiều do cái tính cách của mỗi người khác nhau ấy thì nhiều khách hàng lại thích lắp bóng tuýp. Thì bóng tuýp thì bên mình cũng sẽ đấy, thì cũng sau nghiên cứu thì nguyên lý hoạt động nó cũng tương tự như cái dạng bóng tròn, thì bên mình có thiết kế sẵn, thiết kế cho khách vào cái dạng 60 cm này, cái dạng dài 60, đây là dạng 30 nhá, đây 30 cm thôi. Thì khách thấy rất là ok và từ đó là khách hàng lại giới thiệu cho rất là nhiều khách quen mua. Đấy, rất là nhiều khách quen mua, do đó là cái sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn tiếp LED của bên mình cũng từ đó đi lên. Đấy thì bắt đầu khách hàng bắt đầu đặt các dạng nhá, dài 1m2 này. Đấy, rồi 60 cm, rồi đây bắt đầu mới mới về đây thì mình lại có khách hàng đặt loại 30, dài dài 30 cm. Ở cho một cái phòng ngủ cho bé phòng ngủ cho bé thì rất là nhỏ nhưng mà khách lại không có nhà, phải thuê bảo mẫu chăm bé từ A đến Z, thì lại đặt cho mình làm hai cái này. Đấy, hai cái này để đặt hai bên để quay toàn bộ phòng ấy, hai bên tường để quay toàn bộ phòng, và một cái dạng 1m2 để phòng khách để quản lý hết từ A đến Z nhé. Đấy thì bên mình làm thì khách rất là ưng ý, và đặc biệt là với cái dòng bóng này thì mình sẽ đấu nguồn riêng cho khách. Một là cái nguồn của bóng riêng, tức là mình không liên quan gì đến camera, hai là cái nguồn của camera riêng thì giúp là camera hoạt động được 24/24. Thì khi làm xong khách còn không tin, mình
cho kỹ thuật đến nắp cho khách xong, khách còn không tin đây là sự thật. Vì từ trước đến nay khách đã lắp rất là nhiều các loại camera rồi nhưng mà vẫn thấy là không ăn thua. Đấy, vẫn thấy biểu hiện là con mình thi thoảng lại tím tay tím chân. Tại vì gắn camera, các loại camera to ấy, thì nó chỉ giám sát được ở những cái khu mà nó quay thôi. Còn nếu mà khách cho vào những cái phòng kín mà không may mà đang cáu gắt hay gì lại giận cá chém thớt lại đánh con mình thì rất là khó để phát hiện ra. Thì đấy, thì sử dụng những cái dòng camera ngụy trang như này thì các bạn yên tâm nhé, cực kỳ là kín đáo luôn. Với dòng camera ngụy trang bóng đèn như này, mình khẳng định với các bạn là không bao giờ bị lộ và bị phát hiện. Tính năng của nó thì quay phim game chụp ảnh, xem được từ xa qua điện thoại, thu cả hình cả tiếng, nếu bạn yên tâm nhé. Tất cả những cái gì mà nó quay được nó sẽ lưu lại được và cho bạn xem lại rõ một một luôn. Đấy, và với cái dòng camera ngụy trang bóng đèn này thì các bạn yên tâm là ai cũng có thể sử dụng được hết nhé. Bên mình thì khi bạn mua hàng sẽ có giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết này, cả bằng chữ và bằng hình ảnh minh họa luôn, hướng dẫn các bạn từ A đến Z luôn. Kèm theo đó là những cái video hướng dẫn sử dụng chi tiết từng loại bóng một, các bạn mua loại bóng nào mình sẽ gửi video loại đấy cho bạn. Đấy, rất là chi tiết luôn, nên các bạn yên tâm nhé, các bạn đã mua hàng là chắc chắn là sẽ dùng được. Ngoài ra nếu mà đọc nhiều người mà không biết chữ, nhiều người mà không biết chữ, khách hàng mà già tuổi hoặc là ở những cao tuổi mà không biết chữ nhá, bên mình sẽ có nhân viên gọi điện video để hướng dẫn các bạn sử dụng. Đấy, cài đặt ứng dụng nào, cài đặt như nào, kết nối như nào. Nếu mà các bạn xem video mà không làm được hoặc là đọc giấy hướng dẫn không làm được thì sẽ có nhân viên gọi điện video chỉ từ A đến Z. Các bạn yên tâm nhá. Sản phẩm thì các bạn đặt loại nào mình làm loại đấy, chứ mình không làm sẵn. Mình làm sẵn thì chỉ làm sẵn ít thôi. Còn ví dụ bạn nào mà đặt 2-3 cái cùng một loại thì bên mình mỗi sản phẩm này bên mình làm trong khoảng độ 1 tiếng là xong. Nên các bạn đặt loại nào mình làm loại đấy thì nó sẽ là chất lượng nhất. Đấy, chứ bên mình cũng không làm đại trà. Làm đại trà thì nhiều khi là sản phẩm nó cũng không được chuẩn chỉ. Như khách hàng nào đặt làm loại đấy thì mình bắt đầu mình cho kỹ thuật làm nó tỉ mỉ hơn và chất lượng nó sẽ đảm bảo được yêu cầu của sản phẩm khi tung ra thị trường. Đấy, còn sản phẩm bên mình thì hiện tại sẵn hàng tại Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn nào có nhu cầu quan tâm đến dòng sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn các dạng nhá. Đấy, bên mình có thể làm vào bóng tuyếp này, hay là bóng tròn dạng đông này, hay là bóng tuyếp led dạng đông dạng bán nguyệt như này, hay là làm vào các cái máng đèn của cái bóng tuyếp tròn dài ấy cũng làm được nhá. Đấy là nếu mà cái bóng tuyếp thủy tinh ấy thì mình sẽ làm vào cái máng, còn dạng bán nguyệt này thì mình sẽ làm trực tiếp trên bóng. Tiếp theo là những cái dạng bóng đèn 3D, bóng đèn ngủ ấy, bên mình cũng có thể làm được nhá. Các dạng bóng ngủ nhỏ cũng làm được. Bóng mắt trâu âm trần bên mình làm được. Bóng ốp lổi, ốp lổi thì nó sẽ có dạng ốp lổi tròn và ốp lổi vuông. Đấy, tất cả các dạng đấy bên mình đều có thể làm được hết. Nói chung là tất cả những cái gì liên quan đến bóng đèn bên mình đều có thể gắn camera vào bên trong cho các bạn hết. Thì các bạn nào mà có nhu cầu quan tâm đến nó hoặc là muốn làm bóng đèn theo yêu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình theo cái hotline trên màn hình, bên mình sẽ có nhân viên tư vấn chi tiết cho các bạn cũng như là báo giá cụ thể về sản phẩm cho các bạn nhé. Đấy, ok, thì cái video này thì mình nên cho bạn là hai cái mẫu đang bán chạy nhất để cho các bạn có thể tham khảo sản phẩm bên mình. Đấy, thì các bạn nào có nhu cầu mua hàng nhanh tay liên hệ trực tiếp cho mình theo hotline trên màn hình các bạn nhé. Các bạn mua hàng thì nhớ là ấn nút đăng ký kênh YouTube Đăng Phát để bên mình gửi tặng kèm các bạn một chiếc thẻ nhớ khi mua hàng, cũng như là miễn phí ship khi bạn mua hàng bên mình. Các bạn một phần cũng là đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất khi bên cơ sở điện tử Hải Tâm tung hàng ra, là các bạn sẽ là những người đầu tiên bắt xu thế về sản phẩm camera ngụy trang cũng như là các dòng camera siêu nhỏ công nghệ cao nhất hiện nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bạn.